bạn đã đến với X2. Nếu như gần đây các bạn có xem một số thông tin mới về những chiếc máy Samsung thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái thông tin khá là khó để chấp nhận được. Đó chính là liên quan đến việc những chiếc Samsung Galaxy S8, S8 Plus và Samsung Galaxy Note 8 sẽ không được cập nhật lên cái giao diện mới. Đó chính là cái giao diện One UI dựa trên cái nền tảng Android 9.0. Và cái việc Samsung làm như vậy, mình thấy là họ đang đi một con đường nó khá giống cái con đường mà Apple đang làm với những sản phẩm của họ ở thời điểm hiện tại. Và cụ thể nó như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trong video này nhé. Và nếu như bạn đang quan tâm đến những sản phẩm Samsung Galaxy Note 8 chính hãng thì có thể tham khảo ngay tại Cellphone.net thông qua đường link mình cho phía bên dưới phần mô tả của video. Hãy bấm vào đường link đó để mở ra xem rằng là chiếc Note 8 này chúng ta đang có chương trình khuyến mãi gì cũng như là có phần quà gì không nhá. Quay trở lại với nội dung chính của video, đó là tại sao mình lại nói Samsung đang có hướng đi càng ngày càng giống Apple. Bởi vì là nếu như các bạn quay ngược lại thời gian trước đây những sản phẩm cũ của Samsung ấy, thì ví dụ mình lấy từ thời Samsung Galaxy S6 lên Samsung Galaxy S7 đi. Samsung Galaxy S7 ra mắt với giao diện mới, đó là TouchWiz, mình không nhớ là TouchWiz 6 chấm hay là TouchWiz 7 chấm gì đó. Nhưng nói chung khi mà S7 ra mắt thì chiếc Samsung Galaxy S6 ngay lập tức vài tháng sau đó nó cũng sẽ được cập nhật một phần mềm với giao diện giống tương tự như trên chiếc Samsung Galaxy S7. Hay là đến cái thời mà Samsung Galaxy Note 7 ra mắt thì cái chiếc Samsung Galaxy S7 cũng được cập nhật lên cái giao diện, đó là Experience 7.0, để giúp cho chúng ta có những cái thao tác cũng như trải nghiệm người dùng giống tương tự như trên chiếc Samsung Galaxy Note 7. Và tới khi Note 7 bị khai tử, tới thời Samsung Galaxy S8 thì cái chiếc Samsung Galaxy S7s cũng được cập nhật lên cái phiên bản Android 8.0 và chúng ta có giao diện, đó là Experience 8.0. Ngoài ra thì nó cũng được cập nhật thêm một số tính năng ở trong phần camera, chúng ta cũng sẽ có thêm cái đùa Messenger giúp cho người dùng có thể sử dụng được hai Facebook, hai Messenger hoặc là hai Zalo trên cùng một chiếc máy. Như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là nếu như mà Samsung vẫn giữ cái hướng đi cũ thì người dùng chỉ cần có những thiết bị cũ, người ta cũng đã có những cái trải nghiệm nó rất là mới, tương tự như trên những cái sản phẩm mới ra mắt rồi. Nhưng tới cái thời Samsung Galaxy Note 8 lên đến Samsung Galaxy S9 và S9 cộng thì khác. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta vẫn sẽ có một cái giao diện nó tương tự như nhau, nhưng mà một số tính năng trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 thì nó vẫn lại chỉ được giữ nguyên, chứ nó không được nâng cấp giống như trên chiếc Samsung Galaxy S9 Plus. Đơn giản như là cái tính năng chụp ảnh poker giống như trên chiếc Samsung Galaxy S9 Plus thì chiếc Samsung Galaxy Note 8 hoàn toàn là không được nâng cấp. Hay là chúng ta cũng sẽ có một số cái khác, ví dụ như là cái quét thông minh, tức là cái tính năng giúp cho chúng ta có thể là quét đồng thời cả khuôn mặt cả mống mắt, giúp cho chúng ta có những cái thao tác để có thể mở máy là dễ dàng hơn. Nhưng chiếc Samsung Galaxy Note 8 cũng hoàn toàn là không có. Mà nếu như chúng ta muốn có những tính năng đó thì bắt buộc chúng ta phải nâng cấp lên chiếc Samsung Galaxy S9 Plus. Nó rất giống việc mà Apple đang làm, đúng không? Đơn cử như là các bạn có thể nhìn thấy năm ngoái thì chúng ta có iPhone X, chúng ta có camera kép phía đằng sau và chúng ta không hề có tính năng đó là chỉnh được độ mở hậu cảnh. Nhưng lên đến chiếc iPhone XS và XS Max thì chúng ta đã có thêm tính năng đó là chỉnh được độ mở hậu cảnh sau khi mà chúng ta chụp hình, hoặc là bây giờ chúng ta cũng đã có chỉnh được độ mở hậu cảnh trong khi mà chúng ta đang nhìn trên live view. Cái đó thì hoàn toàn nó chỉ nằm ở phần mềm mà thôi, nó không hề liên quan gì đến phần cứng. Nhưng khi mà chiếc Apple iPhone X nâng cấp lên cái phiên bản iOS mới nhất là iOS 12.1 thì cái chiếc iPhone X nó cũng hoàn toàn không có. Thì bây giờ trên những sản phẩm của Samsung nó cũng tương tự là như vậy. Và từ đó nếu như người dùng muốn được trải nghiệm những tính năng mới mẻ như mình vừa kể tên trên thì tất nhiên người dùng sẽ phải là bán những thiết bị cũ của họ đi và nâng cấp lên những cái thiết bị mới. Thì từ đó Samsung cũng như là Apple có thể là tăng được cái doanh số bán hàng của họ ra trên những cái dòng sản phẩm mới. Người dùng sẽ là người buồn mà thôi, bởi vì là chúng ta sẽ không còn được trải nghiệm những cái tính năng mới trên những cái thiết bị cũ nữa, mà khi đó chúng ta sẽ phải móc túi tiền ra để mua những cái thiết bị mới về. Thì đó là cái điều mình thấy rất là đáng buồn và có thể khiến cho Samsung hứng khá là nhiều gạch đá nếu như đi theo cái con đường giống Apple như vậy. Và trên đó là những chia sẻ của mình về việc là Samsung đang có cái hướng đi càng ngày càng giống Apple. Các bạn nghĩ sao về điều này? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và đừng quên, nếu như bạn đang quan tâm đến những sản phẩm Samsung Galaxy Note 8 có thể tham khảo ngay tại Cellphone.net thông qua đường link mình cho phía bên dưới luôn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.